Tài khoản Techcombank, xin lời tự động mỗi ngày, kích hoạt ngay. Trời ơi, sao mà hợp màu đồ của mình quá vậy trời. Wow. Hợp màu đỏ với xúc xích quá nè. Màu cam hợp với bạn. Ừ. À, có vẻ nữa hả? Ủa mà tự nhiên nó xa xê vậy, cho mình phải không? Gì hả, 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 gì hả. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một hoạt động, đó chính là làm quà để chuẩn bị cho 350 khán giả trong công diễn năm sắp tới. Kẹp vô nách thì nó mới nhanh. Đúng rồi. Màu hồn. Sao không thấy à? Lấy hơi ấm của nắp. À, anh thấy rồi, thấy rồi. Nãy giờ em nhìn thấy phần quà của mình á thì cũng có đồ ăn, có thuốc thang, có nước mắt, có gì nước mắt. Tại vì mọi người đang nói là những cái tiết mục của anh em mình cảm động nhưng mà không có làm cho ta khóc được trên phát cho fan, thì có gì fan nhổ vô. Nhưng mà em chỉ thấy thiếu cái gì đó nha. Thiếu cái gì à? Giật anh không. Nói chung là thiếu cái gì á? Thiếu nữ. Lạnh quá. Còn một miếng lạnh đúng không? Tôi nói thiệt, bây giờ thiếu cái gì? Thiếu cái gì? Bây giờ anh hỏi là thiếu cái gì, anh thấy thiếu thôi nhưng mà bây giờ anh không biết là thiếu cái gì. Nói chung là tôi thấy là thiếu cái gì đó bất ngờ. Còn những cái đồ thiếu này... Thiếu tố bất ngờ hả? Thiếu tố bất ngờ. À, mình sẽ bỏ mỗi người một món đồ của Jun vào đây. Lạnh quá. May mà tôi mặc áo lạnh đó bạn. Thôi được rồi, tối nay suy nghĩ cái rồi bàn với mấy anh em. Ok. Kiếm cái gì đó bất ngờ đi. Được nha. Thôi em đi chụp hình dạo tiếp đây. Anh trai vượt ngàn trong gai, khen sết đỉnh nóc kích chân bay pháp với thành phố Hồ Chí Minh 19 tháng 10 này. Em chào các anh. Chào em. Rất vui khi được gặp lại mọi người. Và đây là lần đầu tiên mà em thấy là mỗi một nhà có số lượng thành viên nhiều tới như vậy. Vậy là trước khi đến với công diễn năm thì chúng ta đang có hai nhà. Sức mạnh đang cảm giác được nhân lên gấp bội và khí thế cũng đang vô cùng sục sôi. Và gia tộc anh tài của chúng ta tiếp tục hành trình vượt ngàn trong gai. Như thường lệ thì khi đến đây em sẽ là người công bố chủ đề, quy tắc cũng như những bài hát cho công diễn năm. Trong một giả thuyết về đa vũ trụ thì có những hiện tượng, có những gì mà chúng ta nhìn thấy trong cuộc sống. Có người cho rằng đấy chính là kết quả của những lực đẩy phổ quát giữa vũ trụ của chúng ta và những vũ trụ kề cận. Tuy nhiên, trong nghệ thuật thì khi chúng ta thể hiện được những cảm xúc, chúng ta mang được những tâm tư từ trong tâm khảm của chính bản thân mình thành những tiết mục trình diễn, thành một tác phẩm nghệ thuật. Đó cũng là khi mà mình sống với những phiên bản khác của chính bản thân mình ở trong những thế giới song song. Bởi vì đến cuối cùng, cuộc sống cũng chính là thế giới, mà nghệ thuật cũng chính là thế giới. Và chủ đề của công diễn năm lần này chính là Thế giới song song. Parallel
Thế giới song song là như kiểu là có một mình nữa ở thế giới khác. Là ma đó. Công này chỉ làm AI thôi. Một nhân cách khác. Một nhân cách khác. Em sống một cuộc đời khác. Đa vũ trụ á. Giống nhau vậy á. Thế giới song song là một trong những cái nghe thì nó có vẻ hơi xa vời một chút, nhưng thực ra nó không xa vời. Bởi vì cái thế giới song song ấy thì nó có thể là hai thái cực, hai thế giới tồn tại trong cùng một góc nhìn. Trong cái thế giới song song của mình đó, mình có thể là một phiên bản hoàn hảo hơn, hoặc là cũng có thể là một cái phiên bản không hoàn hảo. Nhưng mà với bản thân Luật, khi mà được tham gia chương trình này giống như là một cái thế giới khác của Luật vậy. Chưa bao giờ Luật có thể đứng trên sân khấu, một sân khấu lớn như vậy, Luật hát nó như một giấc mơ vậy. Khi nhắc tới thế giới song song thì tại công diễn năm này, chúng tôi mong muốn các anh có thể biểu đạt và thể hiện những cảm xúc của mình, những cảm xúc mới nhất, những cảm xúc đặc biệt nhất ở trong sâu thẳm của chính mỗi người. Và chúng tôi cũng mong muốn có thể được tôn vinh những phiên bản hoàn toàn mới và hoàn toàn khác lạ của các anh tài trong công diễn năm này. Vì vậy trong công diễn năm này, các anh chính là tâm điểm. Lúc nào là bọn anh không phải là tâm điểm? Mấy công trước mình là điểm tâm thôi nè. Với công diễn năm lần này, khi mà em nói là các anh chính là tâm điểm, là khi công diễn năm chúng ta sẽ không có bất kể một dancer vũ công nào. Yeah. Wow. Cũng không có bất kể một sự sắp xếp cảnh trí nào. Cái gì? Các anh tập trung vào việc thể hiện giọng ca của mình, khả năng trình diễn của mình. Chơi các anh có thể được chơi nhạc cụ, nhưng sẽ không có đạo cụ và cảnh trí. Wow. Vậy là không được làm gì hết. Nó là một cái bài toán rất là khó luôn á. Buộc mình phải thể hiện được mình có cái gì. Nó không còn là những cái công cụ hào nhoáng ở trên sân khấu, và nó là một cái điều rất là thú vị. Và tại công diễn này thì các nhà của chúng ta sẽ thi đấu đối kháng 1-1 giữa hai nhà. Và chúng ta sẽ có tổng cộng 3 vòng thi đấu đối kháng. Sau khi một vòng đấu đối kháng thì khán giả sẽ tiến hành bình chọn và sẽ ngay lập tức công bố kết quả. Khán giả sẽ tiến hành bình chọn theo hình thức 2-1. Và với nhà nào thua ở vòng đấu nào thì nhà đó sẽ phải nhận một suất loại cho nhà của mình. Cái gì? Là thua một trận. Thua một trận. Ba trận ba người. Maybe. Phong thủy của tôi là đứng hạng 2, cho nên là tôi lo lắm. Tại vì sao? Ví dụ như có 8 đội đứng hạng 2 ok, có 4 đội đứng hạng 2 cũng ok, nhưng mà có 2 đội mà đứng hạng 2 là chết nha. Tôi nghĩ không có gì lo. Dù cho thế nào đi nữa thì có một câu nói mà anh Thành Trung đã nói: dù ra về thì tụi mình vẫn là người xuất sắc thôi. Với quy tắc tiếp theo, trong công diễn năm này thì mỗi thành viên sẽ phải trình diễn ít nhất một bài. Và có một điểm khác biệt trong công diễn năm này đó là không có giới hạn cho số lượng thành viên ở những tiết mục. Được. Có thể có một bài chơi 13 người vào nhảy hết luôn. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ được lắng nghe 6 ca khúc trong công diễn năm. Xin mời các anh tài chú ý. Yeah. Cặp ca khúc đầu tiên, xin mời ạ. Phải. Microwave. Chưa thấy điểm nhấn lắm. Ít. À bài này. Anh Kiều ơi. Bài này hay. Ô bài này hay nè. Bài này hay nè. Nhóm mình cần được hết bài này. Hà Lê, Hoàng Diệp, Thanh Duy. Bài này rất bè thích lắm này. Dã man đấy. Bài này chạy nộn dã man. Thế nào chú Vin đòi lấy bài này. Bài này hay á. 68 này cũng hơi khó làm á. Khó trình diễn nhưng mà hát rất là hay. Hay làm opera nữa. Thì
nó lợi thế ở cái không gian á, mình nghe lúc nào nó cũng rộng lớn á. Và đó chính là cặp bài hát đầu tiên trong vòng vocal. Bây giờ các anh tài chú ý sẽ là cặp bài hát perform ạ. Rồi Linh. Sao còn một chữ hai bài Linh? Ố, vậy bài này cool nè. Giờ đi xong. Phải ít rơi. Không phải, coi chừng là bài rơi của người khác nha. Có hai bài rơi rồi. Hò hoài anh. Yeah, bài này cool. Trời ơi, bài này anh xin diễn nha. Bên kia anh Kiều đấu lại thế là. Bài này rap được rất là đẹp. Bài này rap cực đẹp luôn. Ôi. Trời ơi, gà luôn á. Ôi, biết đỉnh quá vậy. Sơi. Ôi. Ồ. Ồ, ra vậy rap. Ôi, biết này hay nè. Rồi nãy giờ 4 bài sở trường anh không luôn á. Nãy giờ mọi người có để ý là bài nào cũng một chữ không? Thì đó, thì trên rớt cũng có một chữ một à. Bay lên trên mọi người rồi nghe nhạc là bay lên trên cuộc đời rồi dần bay lên cao như con cao. Ông bài rơi á hay hơn bài này. Không có bài nhiều. Nhưng mà diễn đây để cho họ vô. Bài rơi những cái gì? Không, những cái gì? Không, bài rơi hay hơn. Rơi và bay có vẻ như là hai tiết mục vô prom là gu của nhiều người làm đúng không ạ? Rơi, bay rồi lại rơi rồi lại bay. Rơi cũng chính là bay. Thú vị đấy, thú vị đấy. Và các anh tài lưu ý, đây sẽ là hai ca khúc hoàn toàn mới được sáng tác. Ca khúc đầu tiên mang phong cách hip hop. Ôi, là sao? Mới luôn, bài mới hoàn toàn. Mới luôn á cơ. Mới hoàn toàn. Sáng mới đưa sắp sớm. Là mình tự viết à? Có biết không? À biết thôi à. Ok, thích. Mình sẽ làm nhạc, viết lời cho người biết này. Xin em ạ. Xin em ạ. Xin em ạ. 2 cộng 2 bằng 4. 3 cộng 3 bằng 6. 4 cộng 4 bằng bao. 4 cộng 4 bằng 8. Ê, dạy mà. Hit the wall. Tell me don't read the woe, woe, and you meet the moe, don't sick and rip the no. Hít gió kìa. Bài này hít gió. Có. Bài này hít gió được nha. Bài này hít gió được nha. Đó. 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 Với bài hát mới thứ hai thì các anh đoán sẽ là phong cách gì ạ? R&B. Vì nó hay. Không, rock lúc đầu rồi. Super bass. Jazz. Bolero. Soul. Bolero khó lắm. Xin mời các anh lắng nghe ạ. Disco đi. Đừng có mở bolero là ngay nghề tôi luôn á. Phong cách tăng, pop và EDM. EDM. Bài này sẽ dễ viết hơn. Hip hop ok hơn. EDM sẽ hợp bên kia hơn. Bài này viết xong rồi chia câu cho mọi người kiểu nào cũng chơi được. Anh Cường thích bài nào hơn? Anh thích bài hip hop hơn. Thời gian là kia cái bài lâu ha. Vai của anh em mình. Cái này giống bài của anh nhiều. Bữa mọi người diễn rồi. Đi chè. Vô quá hả? Mà làm không xong nữa là mày đối xứng lên. Bài Thanh Duy có vẻ nhiều idea đấy. Và đó chính là 6 bài hát trong công diễn năm này. Shout out tới giám đốc âm nhạc và những cộng sự của anh. Chắc chiến này anh đi thiệt trên đây. Hơi khó chọn nha. Tại trong 6 bài, bài nào cũng hay, bài nào cũng bắt tai hết. Nhưng mà mình sẽ để xem coi ý kiến của tất cả mọi người trong nhà là mọi người sẽ quyết định chọn bài nào. Anh trai vượt ngàn trong gai, 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên hệ thống YouTube Gia Oanh, thứ 7 hàng tuần. Nhấn nút theo dõi kênh YouTube Gia Oanh Show. Xem ngay, anh trai vượt ngàn trong gai.